Rồi, xin chào tất cả các anh em trong audio ha. Hôm nay sếp audio toàn võ giới thiệu một cái sản phẩm tương đối là mới cũng không mới mà cũng không cũ. Thì cái sản phẩm này á, nó thay thế cho cái con Amly 98E ha. Thì cái con đó hiện tại đang hết hàng luôn rồi, hãng nó cũng không còn sản xuất nữa. Thì mình thay thế bằng cái con này. Con này con công suất nó cũng tương đương giống giống như con FX 98E. Các bạn có thể vừa làm Amly mà có thể mà các bạn vừa có thể làm cái power cho nó luôn. Công suất là 160W một kênh nha các bạn ha. Đó, thì nó đơn giản thôi, thì nó có một cái volume này ha, đó. Đây là công tắc nguồn thôi. Thì cái này có mã là tên là FX, có cái mã là FX1002A ha. Đây, phía sau nó cổng vô nó giống tương tự giống như con 98E Amly của các bạn đang chơi ha. Các bạn rất là quan tâm con 98E thì hôm nay mình có cái con này thì nâng cấp hoàn toàn mới cho cái con đối với con 98E. Thì cái cổng vô cơ bản ha, cổng RCA ha, gọi là cổng input, các bạn có thể nối với đầu CD, Bluetooth hoặc là DAC đó, tùy ý các bạn ha, hay không phải phối ghép tùy ý. Còn ở đây là bốn cái chạm ga loa ha, còn đây là cái nguồn. Và đặc biệt hơn con này là bên mình sản phẩm bên mình là đi theo cái bộ nguồn 32V luôn ha, là đồng nghĩa cho các bạn chơi tha hồ với những cặp loa 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc đều được được hết ha. Và các bạn chơi cả boost sale thì càng tốt, quýnh khỏe luôn. Rồi mình sẽ test hai bài test, mình phối ghép với một cái ray đen phía một, với lại mình quýnh trực tiếp từ nó luôn ha. Đó, đây là gia đình của hãng FX Audio giá rẻ đây. Thì ở đây mình sẽ phối ghép như thế này, mình sẽ lấy nguồn nhạc từ DAC ha, từ con X6 và nó ha. Bài test thứ hai thì mình lấy từ con X6 nè, nhạc số nè, mình phát từ máy tính của mình cho nó ha. Mình qua cái pre V01 một xuống cái Amply, mình xem cái này như là một cái power luôn. Các bạn có thể xem nó như là một cái power hoặc là một cái Amply đó, tùy ý các bạn hay phối ghép, và đồng thời đó cho các bạn tinh chỉnh volume cũng được luôn ha. Rồi cái con này thì cái giá rất là hữu nghị, đặc biệt hay các bạn ha. Con này luôn cái bộ nguồn 32V nè ha, có giá là 1.800.000, giá chưa bao gồm phí ship nha các bạn. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Đó rồi, ok, mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe thử. Mình quýnh với cặp loa 2 tấc ha, 2 tấc rưỡi chứ, cặp loa này 2 tấc rưỡi. Rồi ok rồi ha, mình vừa kết nối xong với hệ thống âm thanh của mình. Thì như hồi nãy lúc nãy mình nói thì mình ghép với con Tui 01 không, mình sẽ không ghép Tui 01 nữa, mình sẽ ghép với cái con Tui 03E ha. Thì cái vừa chỉnh được volume bass chép ha và volume tổng nữa ha, và có thể các bạn chơi thêm Bluetooth nữa. Ở đây mình sẽ test hai bài test. Thứ nhất là mình test từ cái đầu DAC ha, con X6 qua con Tui 03E. Mình chọn chế độ AUX2 cho nó, rồi nó xuống thẳng cái bao ha. Và cái thứ hai mình sẽ test trực tiếp từ Bluetooth cho nó luôn. Rồi ok, mời các bạn nghe nhạc. Thank you.
cái thứ hai thì mình test trực tiếp bằng Bluetooth của con Tuvi 03E ha, và đánh xuống trực tiếp với cái bao luôn ha. Thì Tuvi 03E đóng vai trò vừa làm Bluetooth vừa làm về cho nó luôn ha các bạn ha. Các bạn có thể tăng chỉnh bass, chép, volume tùy ý ha. Rồi ok, mình xin test một bài hát trên Bluetooth. Xong hai bài test của đến với gia đình của hãng FX Audio ha, thì mình đánh giá cái con âm ly vừa làm cái âm ly và cũng vừa làm một cái PAL, là con âm ly có mã là FX1002A ha, với công suất 160W thì chơi rất tốt. Những cái loa lớn 2 tấc 3 tấc gì nếu đánh cũng đều tốt ha, bạn chơi loa bút xe thì càng quá tuyệt vời đối với nó. Thì chất âm thì những cái âm ly đời mới thì mình đã nghe rồi, thì nhiều rất là nhiều âm ly đời mới, âm ly từ âm ly chính hãng cho tới âm ly Trung Quốc, thì mình những cái âm ly đời mới thì mình nghe mình cảm thấy cái tiếng nó rất là sáng, không có bị đục giống như mấy cái âm ly cổ của chúng ta ha. Thì đó, thì với cái gia đình FX Audio giá rẻ này thì nó sẽ mang lại cho các bạn những cái âm thanh tuyệt vời ha, với một cái PAL, một cái pre. Ví dụ như các bạn có cái pre rồi các bạn cần cái PAL, các bạn đầu tư cái con 1002A này cũng là ok ha, nó làm cái bộ đẩy cho chúng ta đó. Thì qua bên cái phối ghép với cái con Tuvi 03E Bluetooth này nữa, vừa là tính năng pre mà vừa làm được Bluetooth luôn, và vừa làm tinh chỉnh được bass chép cho nó ha, cho cái loa của các bạn, như bài hát của các bạn nghe có thể phù hợp với đôi tai của chúng ta ha. Đó, với giá thành cực kỳ rất là rẻ, hấp dẫn với con FX1002A này, mình đang bán với giá là 1.800.000 nha các bạn, bao gồm luôn bộ nguồn 32V. Cái con Tuvi 03E thì các bạn cũng biết giá rồi, mình đang bán với giá là 1.470.000 ha. Còn con X6C thì có giá là 1.570.000. Rồi, tất cả các sản phẩm bên mình thì đều bảo hành 12 tháng nha. Đối với dòng Pre này thì mình bảo hành 6 tháng. Bài hàng bên mình chủ yếu là ship COD cho các bạn ha. Giá mình báo là chưa bao gồm phí ship nha. Rồi ok, shop Toàn Võ Audio xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại video clip tiếp theo.